Tây Phú, xin chào tất cả các bạn. Này, mình mới chỉ nuôi con gích về. Con gích này xa nó cũng nhỏ chứ không bự. Chắc nó cỡ mút quá. Bự mút chút. Cái con này đang này còn rất là mạnh dạn. Đã rất lâu rồi con ăn lông nó chưa được ăn. Chỗ này nghe đi con, nghe đi con, nghe đi con. Ôi đây kìa. Rất là mạnh khỏe. Wow. Hey. Sùng quá. Chụp tấm hình nha. Phóng lên một hộp bốc quá nhanh. Đúng rồi, rồi chưa xong còn nó nhắm. Nó đang ngậm cái này, thấy không? Mà quá nguy hiểm. Lúc nào cũng phóng lên đây. Cảm ơn luôn. Chưa nuốt được. Đó, cái này nuốt đó. Xong rồi. Nước tiêu rồi. Đó. Ủa sao lại nó ội ra cái nước vô? Đây nó tiếp giống như nó nằm. Mà nó nằm vậy nè. Nó nằm vậy phải nó phun ra rồi nó nằm thẳng nó mới nuốt vô được cho nó dễ. Xong rồi các bạn. Quá nhanh. Kèm nó mời hổm gầy cũng lâu rồi mà không cho giúp. Bữa nay nó mới được ăn lại. Nó mà ăn giúp thì nó sung lắm các bạn ơi. Nhất là mấy con mà quýt lông á, nó ăn giúp nó sẽ lên màu đẹp lắm. Tại vì giúp nó màu đỏ. Nó ăn lên con cá cũng màu đỏ luôn, ăn lên màu đẹp.
Cảm ơn các bạn đã xem video kênh Mì Thủ Phước.